cô uống nước ạ. Cảm ơn cháu. Con xin giới thiệu với mẹ, đây là anh Bách, sếp của con ạ. Linh ơi, anh Sắt là sếp cũ của em rồi. Anh không làm việc với người như em được đâu. Sáng mai em lên công ty bàn giao công việc đi. Anh ơi, em rất tiếc vì sự việc xảy ra ngày hôm nay. Hôm nay em và mẹ em tới đây, trước mắt là để hỏi thăm và xin lỗi anh. Sau là muốn trao đổi với anh để tìm cách xử lý mọi chuyện một cách êm đẹp nhất ạ. Anh chưa nhận báo cáo về thương tật, nhưng bên bảo hiểm tư vấn với anh là nên mời chồng em lên hầu tòa vì cái tội hành hung. Đối với anh, tiền nong không phải là vấn đề, quan trọng là cái danh dự. Bây giờ anh cũng mới nhận vị trí này, chưa được bao thời gian thì lại dính vào cái ví dụ bê bối là chồng nhân viên đến đánh ghen. Anh không làm rõ làm sao anh vắt mặt đến công ty được hả em? Bách này, Bách có nhận ra cô không? Dạ. Cô là Hạnh đây. Lâu ngày không gặp nhau nên cháu quên đúng không? Cô là bạn hàng của cô Thái, em ruột của bố cháu ý. Dạ, cô Hạnh ạ. Cháu à, cái thằng Tùng nhà cô ấy, tính khí nó không ra gì, cũng là tại cô. Bởi vì cô mải làm ăn quá nên không có thời gian để chăm sóc nó. Thế này nhá, cô mới nhập lô hàng, thế thì cô sẽ để cho Bách với giá nhập. Gớm, mới về công ty lập công như thế này thì chắc công việc sẽ dễ dàng, Bách nhỉ? Cô Hạnh đúng là bề trên, suy nghĩ thấu đáo ạ. Cô uống nước đi ạ. Cảm ơn cháu. Mà này, ngoài ra cô còn có hai sản ở trung tâm thương mại An Bình ấy, sắp sửa chào thuê. Bách thấy thế nào? Có thích một cái lô nào không? Cứ bảo cô nhá. Cô sẽ miễn phí cho cháu một. Thôi, cô sẽ miễn phí cho cháu 3 năm, được không Bách? Dạ, cháu cũng suy nghĩ kỹ rồi. Hôm nay có cả cô với em ở đây, chuyện của cháu và em Tùng thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ mà qua. Thế thì em Tùng cũng chỉ vì yêu vợ quá. Đúng rồi. Nên mới có một vài gọi là phút bốc đồng. Thế thôi cô ạ. Nếu cháu thông cảm như thế thì cô mừng lắm. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ. Cô uống nước đi ạ. Ừ, cảm ơn cháu. Mẹ uống nước ạ. May mà hôm nay có mẹ đi cùng con, hòa giải được hết mọi chuyện. Con không bị đuổi việc, mà anh Tùng cũng không bị kiện nữa. Cái thằng sếp của con ấy dành thật đấy. Mẹ mất bao nhiêu tiền với nó đấy? Hơn 1 tỷ với 3 cái cơn ghen của con đấy Tùng ạ. Tất cả là tại con dâu của mẹ chứ sao đổi cho con. Im ngay! Đưa chìa khóa xe ra đây, nhanh lên! Khóa thẻ rồi tịch thu chìa khóa xe, thế con ra ngoài kiểu gì ạ? Ở nhà mà tu tâm dưỡng tính, chờ cái đứa bé ra đời. Con cảm thấy buồn quá thì gọi điện cho mẹ. À mà thôi, sẽ gọi điện cho thằng Bách, nó đâm đơn rồi đi vào trại đổi gió. Đưa chìa khóa đây. Còn cháu đấy, làm chị cái kiểu gì đấy? Thấy em Tùng làm sai thì phải biết ngăn chứ. Đằng này bụng mang dạ chửa cũng xông ra vào hùa với nó, kiểu gì thế? Bác không muốn nhìn thấy cái cảnh này một lần nữa, nhớ chưa Bị? Vâng ạ.